Ăn những thực phẩm nào để ngừa ung thư? Bạn biết không, Việt Nam của mình nằm trong top những nước có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất trên toàn thế giới. Vậy nên hãy thường xuyên ăn những thực phẩm này để phòng chống ung thư bạn nhé. Thứ nhất là tỏi, thứ hai là bông cải xanh, thứ ba là các loại hạt, thứ tư là nước chanh, thứ năm là quả việt quất, thứ sáu là bông atiso, thứ bảy là các loại nấm, 8 trà xanh, 9 cá hồi và 10 là kiwi. Và đây là 10 loại thực phẩm đã được các nhà khoa học chứng minh rằng là nó có khả năng ức chế tế bào ung thư. Vậy nên hãy lưu lại và cùng Minh chia sẻ để ai cũng biết những cái thực phẩm tuyệt vời này nhé các bạn. Minh cùng gia đình bạn chăm sóc sức khỏe chủ động.